Chào các anh chị. Ngày thứ 5 18 tháng 4. Giải đề giữa kỳ môn xác suất thống kê. Kỳ 1 năm 2023. Đề thi dành cho hệ đại trà. Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Đề thi này là K1. Và thi ngày 27 tháng 11 năm 2023. Câu 1. Dạ. Câu 1 này thuộc cái dạng là công thức xác suất đầy đủ. Rồi công thức Bayer. Thì chúng ta để ý là nếu hệ các cái biến cố A1 A2 cho đến AK, hệ biến cố đầy đủ và B là một cái biến cố tùy ý. Thì lúc này chúng ta có cái công thức, người ta gọi là công thức xác suất đầy đủ như sau. Xác suất biến cố B sẽ bằng xác suất biến cố A1 nhân với xác suất biến cố B với điều kiện A1 đã xảy ra, cộng xác suất biến cố A2 nhân với xác suất biến cố B với điều kiện A2 đã xảy ra, cộng vân vân, cộng cho đến xác suất biến cố AK nhân với xác suất biến cố B
với điều kiện 2K đã xảy ra. Thức này được gọi là công thức xác suất đầy đủ. Chúng ta xây dựng cái công thức Bayer. Xác suất biến cố B nhân AI bằng xác suất biến cố B nhân với xác suất biến cố AI với điều kiện B đã xảy ra, và nó cũng bằng xác suất của biến cố AI nhân với xác suất biến cố B với điều kiện AI đã xảy ra. Từ đây suy ra điều gì? Từ đây kéo theo là xác suất của biến cố AI với điều kiện B đã xảy ra. Sẽ bằng xác suất của biến cố. Thực ra là dùng phía sau hay phía trước đều được. AI nhân với xác suất biến cố B với điều kiện AI đã xảy ra. Đem chia cho xác suất biến cố B. Tuy nhiên đây là một cách viết. Đây là cách 1. Đây cách 2. Tích này thì các anh chị thấy rằng là bằng xác suất biến cố B nhân AI. Đem chia cho xác suất biến cố B. Đây là cách viết thứ 2. Nói chung là có nhiều cách viết. Cách viết thứ ba là xác suất biến cố AI nhân với xác suất biến cố B với điều kiện AI đã xảy ra. Mà xác suất biến cố B thì áp dụng công thức xác suất đầy đủ lúc nãy. Chúng ta có thể viết lại là chia cho xác suất biến cố A1 nhân với xác suất biến cố B với điều kiện A1 đã xảy ra. Cộng chấm 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 cho nó gọn ha. Cộng với cộng cho đến xác suất biến cố AK nhân với P của B với điều kiện AK đã xảy ra. Cách 3. Chúng là khi viết thì các anh chị thấy là có nhiều cái cách viết. Như vậy câu số 1 trong cái đề thi giữa kỳ học kỳ 1 năm 2024 nó thuộc cái dạng số 1. Đó là công thức xác suất đầy đủ và công thức Bayer. Giờ mình trình bày cái bài mà. Tóm tắt cái đề.
Công ty sản xuất ô tô thực hiện cuộc khảo sát ý kiến về sản phẩm. Thu được là 90% số sản phẩm loại 1 nhận được đánh giá tích cực, tương ứng cho loại 2, loại 3. Giả sử công ty sản xuất 40% sản phẩm loại 1, như vậy các anh chị thấy là công ty sản xuất sản phẩm loại 1 là 40%. Loại 2 là 40%. Rồi loại 3 là 20%. Rồi đánh giá tích cực. Thì loại 1 là 90%. Loại 2 là 60%. Loại 3 là 10%. Một sản phẩm được chọn ngẫu nhiên để kiểm tra. Tính xác suất để sản phẩm được chọn nhận được đánh giá tích cực. Giờ chúng ta đặt tên cho các cái biến cố. Gọi AI là biến cố. Chọn được. Sản phẩm. Loại Y. Y có thể là nhận các giá trị 1, 2, 3. Gọi B là biến cố. Chọn được sản phẩm. Được đánh giá tích cực. Theo đề ta có. Xác suất biến cố A1 bằng 40%, nghĩa là 0,4. Xác suất biến cố A2, tức là chính là số phần trăm sản phẩm loại 2 trong công ty, 40% là 0,4. Xác suất biến cố A3 là phần trăm sản phẩm loại 3 trong công ty là 20%, 0,2. Sản phẩm loại 1 được đánh giá tích cực. Xác suất biến cố B với điều kiện A1 đã xuất hiện 90%, 0,9. Xác suất biến cố B với điều kiện A2 đã xuất hiện, tức là phần trăm phản hồi tích cực sản phẩm loại 2 là 60%,
0,6. Xác suất biến cố B với điều kiện A3 đã xuất hiện, có nghĩa là phần trăm đánh giá tích cực cho sản phẩm loại 3 là 10%, 0,1. Như vậy chúng ta đã tóm tắt xong cái đề bài. Câu A. Xác suất sản phẩm được chọn nhận được đánh giá tích cực. Xác suất sản phẩm được chọn nhận được đánh giá tích cực. Vì hệ biến cố A1, A2, A3 là đầy đủ, nên theo công thức xác suất đầy đủ đó, xác suất của biến cố B, biến cố B là biến cố sản phẩm được chọn được đánh giá tích cực, nhận được đánh giá tích cực. Bằng xác suất biến cố A1 nhân với xác suất biến cố B với điều kiện A1 xuất hiện cộng xác suất của biến cố A2 nhân với xác suất của biến cố B với điều kiện A2 đã xảy ra. Tương tự cộng PA3 nhân với xác suất biến cố B với điều kiện là A3 đã xảy ra. Số liệu có hết rồi, chúng ta ráp nha. PA1 0,4 nhân với P của xác suất biến cố B, A1 đã xuất hiện 0,9, cộng thêm PA2 là 0,4 nhân với xác suất của biến cố B với điều kiện A2 đã xảy ra là 0,6, cộng với xác suất biến cố A3 0,2 nhân với xác suất của biến cố B với điều kiện A3 đã xuất hiện là 0,1 0,36 cộng 0,24 cộng 0,02. 0,36 cộng với 0,24 là 0,6, như vậy 0,62. Đó là câu A. Vậy xác suất của biến cố B bằng 0,62.
Câu B. Tính xác suất sản phẩm được chọn nhận được đánh giá tích cực hoặc thuộc loại 1. Xác suất của biến cố sản phẩm được chọn nhận được đánh giá tích cực hoặc thuộc loại 1. Là xác suất của biến cố. Các anh chị thấy sản phẩm được nhận được đánh giá tích cực mình gọi biến cố đó là biến cố B à. Hoặc ở đây có cái liên từ hoặc nè, thì dĩ nhiên là hợp biến cố loại 1 là A1. Hay B cộng A1, hai cách viết này như nhau à. Tùy thầy cô. Ta có xác suất của biến cố B cộng biến cố A1 bằng xác suất biến cố B cộng xác suất biến cố A1 trừ đi xác suất biến cố B nhân A1. Ở đây các anh chị để ý là biến cố B nhân A1 thì có thể viết lại là B vào A1 đó. Thay thế vào xác suất biến cố B, viết lại đi, cộng xác suất biến cố A1 trừ đi xác suất biến cố B nhân A1. Thật ra đề bài chưa cho, nhưng mà chúng ta có thể dùng công thức là bằng xác suất của biến cố A1 nhân với xác suất biến cố B với điều kiện A1 đã xảy ra. Các anh chị hỏi cái công thức này ở đâu ra? Đâu ra vậy? Do từ trên xuống. Và chúng ta để ý là chú ý, chúng ta có công thức nhân xác suất xác suất biến cố A nhân B bằng xác suất biến cố A. Công thức này là viết công thức trong đề tổng quát nha. A nhân với xác suất biến cố B với điều kiện A đã xuất hiện, và nó cũng bằng xác suất của biến cố B nhân với xác suất của biến cố A với điều kiện B đã xuất hiện.
Đó là trong trường hợp tổng quát, tức là chưa biết hai biến cố đó nó có độc lập hay không. Và bây giờ thì mình thay thế vào xác suất của biến cố B thì mình vừa tính là lúc nãy phải không? 0,62. 0,62. Cộng thêm xác suất của biến cố A1 theo đề bài là 0,4. Trừ đi xác suất của biến cố A1 là 0,4 nhân với xác suất của biến cố B với điều kiện A1 đã xảy ra là 0,9. Chấm số 2 cộng 0,4 trừ đi 0,4 nhân với 0,9 0,66. Vậy xác suất của biến cố B cộng với A1 bằng 0,66. C. Nếu sản phẩm được chọn nhận được đánh giá tích cực thì xác suất nó là sản phẩm loại 1 là bao nhiêu? Ta có nếu sản phẩm loại 1 nếu sản phẩm được chọn nhận được đánh giá tích cực điều này nghĩa là biến cố B đã xảy ra chậm một tí.
thì xác suất để sản phẩm đó thuộc loại 1 là xác suất của biến cố A1 biết biến cố B đã xuất hiện. Mình cần tính xác suất này. Thì chúng ta biết là cần tính đó ha. Vì xác suất biến cố A1 nhân B là B ăn nằm A1 cũng được bằng xác suất biến cố A1 nhân với xác suất của biến cố B với điều kiện A1 đã xuất hiện bằng xác suất biến cố B nhân với xác suất biến cố A1 với điều kiện B đã xuất hiện. Đây là công thức nhân xác suất. Công thức này thật ra là công thức nhân xác suất còn công thức cộng thì chính là lúc nãy câu A mình làm rồi à, câu B chứ nên từ đây mình suy ra xác suất biến cố A1 với điều kiện B đã xuất hiện số hàng phía sau này A1 với điều kiện B đã xuất hiện lấy xác suất biến cố A1 nhân với xác suất của biến cố B với điều kiện A1 đã xuất hiện đem chia cho xác suất của biến cố B anh chị thấy bài toán về công thức xác suất đầy đủ công thức Bayer thì nó có một dạng hỏi đi hỏi lại các cái vấn đề này. Xác suất của biến cố A1 là 0,4 nhân với xác suất biến cố B với điều kiện A1 đã xuất hiện là 0,9 chia xác suất biến cố B là 0,62 ở câu A mình làm rồi. Bốn nhân với 0,9 chia cho 0,62 0,58 0,645 đề bài nếu họ không nói lấy bao nhiêu chữ số sau dấu phẩy thì anh chị cứ chọn tùy ý thôi. Thường là lấy 3 4 số 4 5 số thì tùy.
Vậy xác suất của biến cố A1 với điều kiện B đã xuất hiện 580645. Như vậy tới đây thì bài số 1 3 điểm là kết thúc. Câu 1. Như vậy các chị nhớ ha, dạng 1 đó chính là dạng 1. Công thức xác suất đầy đủ. Rồi công thức B. Thì dạng 2. Chúng ta chuẩn bị làm cái câu 2. Nó thuộc về cái vấn đề là hàm mật độ. Hàm mật độ xác suất. Thế thì hàm mật độ xác suất nó có những cái chú ý gì? Chú ý gì? Cái giả thuyết quan trọng là cái điều kiện quan trọng là tích phân từ trừ vô cùng đến cộng vô cùng của hàm mật độ thì nó bằng 1. Ở đây dĩ nhiên fx là hàm mật độ. Rồi tính chất nữa là gì? Tích phân từ trừ vô cùng đến hằng số A của fxdx. Thì đây chính là xác suất để cho biến ngẫu nhiên x nhận giá trị bé hơn hoặc bằng a. Và cái giá trị này chính là bằng f lớn tại a. Và f lớn này được gọi là hàm phân phối xác suất. Đúng theo câu B của bài này. Hàm phân phối xác suất. Điều thứ ba,
kỳ vọng. Còn được gọi là trung bình có trọng số. Ví dụ mình đi học thì cái điểm trung bình của mình, anh chị thấy đó chính là gọi là trung bình có trọng số, hoặc là nói cách khác là kỳ vọng. Thì để ý rằng là kỳ vọng của biến ngẫu nhiên x tích phân từ trừ vô cùng đến cộng vô cùng, x nhân với fx dx. Đó là những cái chú ý mà có liên quan đến cái hàm mặc độ xuất hiện trong cái bài số 2. Và dĩ nhiên còn nhiều cái, còn một số cái điều kiện khác, số ràng buộc khác, mà đây là những ràng buộc trọng tâm. Khi trình bày cái đề này thì tôi cố ý chậm chạp thôi, có thể thời gian nó sẽ kéo dài so với các cái đề trước đây, là chuyện đó không quan trọng. Câu 2 thì vừa trình bày đề nhưng mà cũng mang tính chất là cũng vừa ôn tập. Dạ. Yeah. Đường kính của một phân tử đơn vị là micromet được mô hình bởi hàm mặc độ xác suất như sau: C chia cho x trừ 6 đem bình phương, ứng với x từ 0 tới 4 bằng 0. Nếu khác có nghĩa là sao? Có nghĩa là x nhỏ hơn 0 hoặc là x lớn hơn 4. Hiểu như vậy nha các anh chị. Nơi khác có nghĩa là x nằm ngoài đoạn 0,4. Mà nằm ngoài đoạn 0,4, các anh chị thấy rằng là nghĩa là nhỏ hơn 0 hoặc lớn hơn 4. Câu A, tìm hàng số C. Thì rõ ràng chúng ta dựa vô cái đặc điểm của hàm mặc độ xác suất là tích phân từ trừ vô cùng đến cộng vô cùng nó bằng 1. Đó chính là cái cơ sở lý thuyết. Ta có 1 bằng tích phân từ trừ vô cùng đến cộng vô cùng. Có nhiều cách trình bày, đây là một cách trình bày thôi. Epic để tích phân từ trừ vô cùng đến 0, lúc đó hàm F các anh chị thấy là bằng 0. Tích phân từ 0 đến 4, hàm F bằng nhánh thứ nhất, C chia cho x trừ 6 đem bình phương. Để cộng tích phân từ 4 đến cộng vô cùng thì chúng ta lấy nhánh thứ nhì, hàm là 0. Tích phân của 0 dĩ nhiên là bằng 0. Một nguyên hàm của C chia cho x trừ 6 đem bình, đã trừ đi C chia cho x trừ 6. Cặn đi từ 0 đến 4. Tích phân từ 4 đến cộng vô cùng của 0 dx là 0.
2x bằng cạnh trên là 4 vô, 4 trừ 6 là trừ 2, trừ đi trừ 2 là 2. Như vậy là C chia 2. Trừ đi thay x bởi cạnh dưới, trừ đi trừ là cộng, thay x bằng 0 vô, cộng C chia cho trừ 6 là trừ C chia 6. C chia 2 là 3C chia 6, trừ C chia 6 là 2C chia 6, tức là C chia 3. 1 bằng C chia 3, cho nên tương đương với C bằng 3. Vậy C bằng 3. Và C bằng 3 thì khi đó cái hàm F C chia cho x trừ 6 đem bình, có nghĩa là 3 chia x trừ 6 đem bình với x từ 0 tới 4 bằng 0 nếu x nhỏ 0 hoặc là x lớn hơn 4. Đó là đáp số của câu A. Câu B. Tính giá trị của hàm phân phối xác suất tại 3. Phần tóm tắt lý thuyết bên trên chúng ta để ý đó, thì giá trị của hàm phân phối, hàm mật độ là F nhỏ, hàm phân phối thường được gọi là F lớn. Thế thì giá trị của F lớn tại A được định nghĩa hoặc là được tính bằng tích phân từ trừ vô cùng đến A của F nhỏ x để. Thì đây chính là cái mối liên hệ giữa hàm mật độ và hàm phân phối. Cho nên F lớn tại 3 bằng tích phân từ trừ vô cùng đến 3 của F nhỏ x để ra đây là công thức đó. Tổng quát, F lớn tại A bằng tích phân từ trừ vô cùng đến A F nhỏ x để nhắc lại. Và với cái hàm F đã xác định ở cuối câu A, các anh chị thế vào bằng tích phân từ trừ vô cùng đến 0, lúc đó thì hàm F bằng 0. Còn với tích phân từ 0 đến 3, thay hàm F là nhánh thứ nhất vô, 3 chia x trừ 6 đem bình. Để chỗ này, bài này thì các anh chị thấy là nó hơi đụng tới toán nhiều hơn chút. Tùy từng lớp, có thể bên vi tích phân mục B, có thể bên vi tích phân mục C. Để ý tích phân của 0 là bằng 0. Một nguyên hàm của 3 chia x trừ 6 đem bình là trừ 3 chia x trừ 6. Cần đi từ 0 đến
3. Tiết kiệm giấy này, cứ viết thẳng ra. Thay x bởi cần trên, trừ 3 chia cho 3 trừ 6 là trừ 3 là 1. Trừ đi trừ là cộng. Thay x bởi 0, 3 chia trừ 6 là trừ 1 phần 2. Và đáp số là 1 chia 2. Vậy F lớn thầy 3 bằng 1 phần 2. Câu C. Cho y bằng 2x cộng 3. Tính kỳ vọng của biến ngẫu nhiên y. Ta có e của y bằng e của 2x cộng 3, viết sai. Thì chuyện đóng bằng một đơn thế này hết tàu lao nè, đơn như này. Sáu bỏ. À, viết vậy đơn giản. Rồi. Bây giờ kỳ vọng của tổng bằng tổng các kỳ vọng e của 2x cộng e của 3. Vì e của 1 cộng x 2, e của x 1 bút này hết mực rồi, e của x 2 kỳ vọng của tổng bằng tổng các kỳ vọng, nó gọn là vậy đó. Này dẹp quang bên đi, hết mực rồi viết cái gì.
Tính chất thứ nhì có thể đưa hằng số ra ngoài kỳ vọng là hàm kỳ vọng là 2 nhân với 2 của x. Kỳ vọng của hằng chính nó. Vì e của c nhân x, c nhân với e của x và e của c bằng c. Các tính chất này đều có trong lý thuyết và ví dụ như ví dụ trong cái cuốn bài tập xác suất của các thầy cô bộ môn xác suất đây à. Cho x y là các hai biến ngẫu nhiên bất kỳ và c là số thực thì trung bình của biến ngẫu nhiên có nghĩa là kỳ vọng đó sẽ có các tính chất sau: e của c bằng c ha, e của cx bằng c nhân với e mũ x và e mũ x cộng y, e của x cộng y bằng e của x cộng e của y, và hai biến ngẫu nhiên mà độc lập thì kỳ vọng có tích bằng tích các kỳ vọng nè, cứ theo các cái tính chất đó mình dùng từ từ. Dĩ nhiên tôi luôn nói đây là một cái cách trình bày, các anh chị cứ viết thoải mái theo cách của các anh chị đại học. Tiếp tục, kỳ vọng của biến ngẫu nhiên x thì theo cái tóm tắt lúc nãy liên quan tới cái hàm mật độ thì các chị để ý là kỳ vọng của x bằng tích phân từ trừ vô cùng đến cộng vô cùng của x nhân với fx dx, đó chính là chỗ mình cần trong cái bài này. Tích phân từ trừ vô cùng đến cộng vô cùng của x nhân với fx dx. Số 3 phía sau thì mình viết lại. Bằng 2 tích phân từ trừ vô cùng đến 0, f mình thay với 0, x nhân với f là x nhân với 0 để cộng với tích phân từ 0 đến 4, x nhân với f thay với 3 chia cho x trừ 6 đem bình để cộng thêm tích phân từ 4 đến cộng vô cùng x nhân với f thay bởi 0 nhân thứ nhì nè để đóng mặt đơn rồi cộng thêm 3 nữa nha. Nhưng mình tự mình làm khó mình viết nhích ra này tốn giấy sao. Lúc tôi trình bày nó cũng còn nhiều hạn chế nè. Tích phân từ trừ vô cùng tới 0, x nhân 0 là 0, tích phân của hàm 0 là 0. Cộng với tích phân từ 0 đến 4 của 3x chia cho x trừ 6 đem bình để x. Các anh chị thấy là phía sau tích phân từ 4 đến cộng vô cùng, x nhân 0 là 0, tích phân của hàm 0 là 0. Và cái bài tích phân này nó không tầm thường nữa nha. Không tầm thường đâu. Không cộng không ở đây chỉ còn bên trong tích phân này thôi. Số 3 đưa ra ngoài nhân 2 là 6. Tích phân từ 0 đến 4. Bây giờ bên trong còn x thôi, tôi thêm bớt x rồi trừ 6 cộng 6.
Tí nữa tôi sẽ minh họa thêm cái cách tính thứ hai. Em chia cho mẫu thức là x trừ 6 đem bình. Tôi nghĩ bài này nó nhiều lúc nó cũng khó như nhiều anh chị á. Tích phân từ 0 đến 4, mở ngoặc đơn. X trừ 6 chia cho mẫu thức thì còn 1 chia x trừ 6. Cộng 6 chia cho x trừ 6 đem bình. Để x cộng nhớ cộng 3 bên ngoài. Dễ quên. Sáu nhân với một nguyên hàm của 1 chia x trừ 6 là log ba, trừ từ đó có x trừ 6. Một nguyên hàm của 6 chia x trừ 6 đem bình là trừ đi 6 chia x trừ 6. Cần từ 0 tới 4. Cộng 3. Nghĩ đề 60 phút. Như vậy là dài. Hơi dài. Tùy quan điểm của từng thầy cô. Thay x bởi cần trên. Log na ba trị tôi đó có 4 trừ 6. Tức là trị tôi đó có trừ 2 là 2. Log na ba có 2. Trừ đi thay x bằng 4. 4 trừ 6 là trừ 2. 6 chia trừ 2 là trừ 3. Trừ đi trừ 3 là 3. Cộng 3. Trừ đi thay x bởi cận dưới. Trừ đi log na ba trị tôi đó có 0 trừ 6. Lưu ý trị tôi đó có trừ 6 là 6. Như vậy là trừ đi log na ba của 6. Trừ đi trừ là cộng. Thay x bằng 0 vô. Cộng. 6 chia trừ 6 là trừ 1. Cộng trừ 1 là trừ 1. Lưu ý bên ngoài có số 3. Các anh chị để ý là log 2 trừ log 6 là log na ba của 2 chia 6 là log na ba của 1 phần 3. Có nghĩa là trừ log 3. Ba trừ một là hai. Trừ sáu log ba. Sáu nhân hai là 12. Cộng ba. Và đáp số như vậy là 15. Trừ sáu log ba. Vậy e của y bằng 15 trừ 6 log 3. Đó là kết thúc cái bài số 2. Bây giờ tôi để ý thêm một chút cái cách tính cái tích phân này. Chú ý. Cách 2. Tôi đi tính y bằng tích phân từ 0 đến 4 của 3x chia x trừ 6 đem bình. Cách 2 nha các anh chị. Nhiều lúc có thể
dễ hiểu hơn đối với nhiều người, nhiều anh chị. Ta đổi biến đặt, tôi ví dụ đặt t bằng x trừ 6 đi, kéo theo dt bằng x trừ 6 lấy đạo hàm nhân với dx, các anh chị thấy là bằng 1 nhân với dx, tức là bằng dx. Rồi đồng thời đó, từ x bằng t bằng x trừ 6 thì suy ra x bằng t cộng 6. Rồi các anh chị đổi cạnh, x đi từ 0 đến 4, x bằng 0 thì t bằng trừ 6, x bằng 4 t bằng trừ 2, 4 trừ 6 là trừ 2. Và khi đó thì tích phân xác định ở trên được viết lại. X đi từ 0 tới 4 thì t đi từ trừ 6 đến trừ 2. 3 nhân với x thay với 3 nhân với t cộng 6 chia cho x trừ 6 đem bình là t bình, dx thay với dt. Số 3 các anh chị đưa ra ngoài đi. Tích phân từ trừ 6 đến trừ 2, mở ngoặc đơn, t chia t bình là 1 chia t, cộng 6 chia t bình dt. Thật ra về hình thức thì các anh chị thấy là cũng tương tự như cái cách viết lúc nãy, chỉ có điều là về số liệu thì dĩ nhiên nó đơn giản hơn. Lúc nãy là 1 chia cho x trừ 6, bây giờ là 1 chia t. Rồi về công thức thì chúng ta đã biết là tích phân của dx chia x góc này 3 trị tuyệt đối của x cộng c, và tích phân của dx chia x bình chúng ta biết rằng là trừ 1 chia x cộng c. Từ những công thức này chúng ta ráp vô, anh chị ráp vô. Ba nhân với một nguyên hàm của 1 chia t là log na 3 trị tuyệt đối của t, cộng 6, một nguyên hàm của 1 chia t bình là trừ 1 chia t nhân với 6 là trừ 6 chia t, cặn từ trừ 6 đến trừ 2. Cặn dưới viết trước, cặn trên viết sau nha. Tập. Thay t bởi cặn trên, log na 3 trị tuyệt đối của trừ 2 chúng ta cứ từ từ cũng được. Trừ 6 chia trừ 2, trừ đi thay t bởi cặn dưới, log na 3 trị tuyệt đối của trừ 6, trừ đi trừ là cộng, 6 chia trừ 6. Từ thế từ từ. Ta nhân với trị tuyệt đối của trừ 2 là 2, trừ đi 6 chia trừ 2 là cộng 3, trừ đi log na 3 của 6, cộng 6 chia trừ 6 là trừ 1. Rồi các anh chị được 3 nhân với log na 3 của 2 chia 6, 3 trừ 1 là cộng 2. Bằng 3 log na 3 của 1 phần 3 cộng 2. Để ý là log na 3 của 1 phần 3 thì trừ log na 3 của 3, cho nên mình được là trừ 3 log 3 cộng 6. Thì đó là cái cách thứ hai để minh họa cho cái việc tính cái tích phân, các anh chị làm sao cũng được. Nhưng mà tôi nghĩ khi trình bày bài thì chắc thầy cô yêu cầu viết rõ cái cách trình bày đó ha. Còn cái tình huống xấu nhất mình bấm máy viết đáp số thì thầy cô cho điểm như thế nào thì tôi không biết.
À, tùy thầy cô giảng tại lớp. Câu này thật ra câu 3 chắc để nhầm. Giả sử thời gian hoàn thành đường chạy cự ly 100m của các năm sinh trường T là một biến ngẫu nhiên tuân theo phân phối chuẩn với trung bình là 15 giây và độ lệch chuẩn là 1,5 giây. Những nam sinh có thành tích chạy dưới 11,5 giây sẽ được chọn vào đội tuyển của trường. Câu A, hãy tính tỷ lệ nam sinh được chọn vào đội tuyển. Như vậy, chú ý, dạng 3, hoặc là nói cách khác là vấn đề 3. Trong đề thi giữa kỳ kỳ 1 vừa rồi được đề cập, đó chính là phân phối chuẩn. Ký hiệu là x, rồi phân phối là chuẩn n mu sigma bình. Để ý, sigma.
Với cái vấn đề này thì chúng ta để ý xác suất để cho biến ngẫu nhiên x nhận giá trị bán bằng a là bằng giá trị của hàm phi a trừ mu chia sigma. Thì với phi là mình tra bảng. Thì các anh chị thấy cái bảng phía sau, bảng giá trị của hàm phi. Bảng giá trị của hàm phi. Phi z được định nghĩa là 1 chia 2 căn bậc 2 của 2pi tích phân từ trừ vô cùng tới z của e mũ trừ x bình chia 2 dx. Bảng giá trị. Còn là dĩ nhiên là nếu không có cái bảng giá trị thì các anh chị có thể bấm máy thì các anh chị tự tìm hiểu thêm cái vấn đề đó trước ha. Tạm thời lưu ý bao nhiêu đã rồi tính. Quay trở lại cái bài của mình. Bây giờ mình gọi x là thời gian chạy một trăm mét của các nam sinh trường ta. Đơn vị là giây. Ta có x có phân phối chuẩn với trung bình là 15 giây. Và phương sai là sigma bình. Độ lệch chuẩn ở đây là 1,5 giây. Đơn vị là giây bình. Thay vì viết tùm lum như thế này thì mình viết là x có phân phối n mu sigma bình với mu bằng 15 giây. Và sigma bằng 1,5 giây. Nó gọn hơn, mình viết về nó tùm lum. Thiếu hoặc đơn ha.
Câu A. Tính tỷ lệ nam sinh được chọn vào đội tuyển vì những nam sinh vì cục xanh vì cục đỏ anh chị có thành tích chạy dưới 15 dưới 11,5 vậy sẽ được chọn vào đội tuyển nên tỷ lệ có nghĩa cũng là xác suất đó, còn đừng là xác suất nên tỷ lệ nam sinh được chọn vào đội tuyển là 11,5. Và chúng ta dùng công thức bằng phi A trừ mu chia sigma bằng phi A có nghĩa là 11,5 trừ mu theo đề bài là 15 giây sigma là 1,5. Máy đi 11,5 trừ đi 15 đem chia cho 1,5 trừ 7/3 thì đúng không? Tính lại coi. Trừ 3,5 chia tiếp cho 1,5 trừ 7/3 đúng không? Xấp xỉ coi. 2,3333. Trừ 2,33 rồi bằng 1 trừ đi phi của 2,33 đây mình giải thích là vì nó có công thức phi tại trừ A là bằng 1 trừ phi tại A để có tính chất đây nha. Phi tại A bằng 1 trừ phi tại trừ A hoặc là ngược lại cũng đúng. Bằng 1 trừ đi thì mình ra bảng phi
phi thì 2,33, 2,3 nè. 33. 2,33 là 0,9901. 0,9901. Kim đại chắc ăn 2,33 0,9901. Thành ra là bao nhiêu? 1 trừ đi 0,9901 9,9 nhân 10 mũ trừ 3 nghĩa là 0,0099. Kiểm lại 10 trừ 9 là 10 trừ 1 còn 9 nhân 1, 10 trừ 1 còn 9 nhân 1, 10 trừ 10 hết nhân 1, 10 trừ 10 hết nhân 1, 1 trừ 1 còn 0. Xa xỉ quá. Câu B. Trong một nhóm gồm 30 nam sinh được chọn ngẫu nhiên. Hãy tính xác suất để có ít nhất 2 nam sinh được chọn vào đội tuyển. Rồi. Này cho chữ x vừa gọi rồi, y đây họ gọi luôn rồi, z t u v. Gọi v là biến cố. Gọi về là số nam sinh. Được chọn vào đội tuyển. Từ 30 nam sinh. Được chọn ngẫu nhiên.
Ta có. V. Có phân phối. Nhị thức. Hoặc là còn được gọi là phân phối Bernoulli. Vậy. V. Có phân phối nhị thức nè. Với N là 30, số năm sinh là 30. Và xác suất để một nam sinh được chọn vô đội tuyển chính là câu A. B 0,0099. Hãy tính xác suất để có ít nhất 2 nam sinh được chọn. Ý thứ nhất. Xác suất để có ít nhất 2 nam sinh được chọn. P. Để cho biến ngẫu nhiên V ít nhất 2 nam sinh được chọn lớn bằng 2. Bằng 1 trừ đi P. V nhỏ hơn 2. 1 trừ đi P ứng với V bằng 0. Trừ đi P ứng với V bằng 1. Trừ đi xác suất để cho biến ngẫu nhiên V nhận giá trị là 0 là C 30 0. Nhân với P mũ 0 nhân với 1 trừ P mũ 30 trừ đi C 31 nhân với P mũ 1 nhân với 1 trừ P mũ 29.
C30 là 1, P40 là 0,0099, U0 thật ra là 1, nhân 1 trừ đi 0,0099 mũ 30, trừ đi C31 là 30, nhân với P mũ 1 là 0,0099 mũ 1, thì nhân với 1 trừ 0,0099 mũ 29. Trừ đi. Một trừ 0,0099 mũ 30. Trừ đi 30 nhân với 0,0099 nhân với 1 trừ đi 0,0099 lũy thứ 29. Bằng 0,0354937538 xấp xỉ 0,0355. Làm tròn lên 0355. 49 là 5. Thứ hai của cô B. Gợi ý là tổng thời gian hoàn thành đường chạy của 30 sinh viên này tính mu của y trừ đi sigma của y với mu y và sigma của y lần lượt là kỳ vọng và độ lệch chuẩn của y. Câu 3B nhưng mà cái ý hay y. Tính mi của y trừ đi sigma của y.
Giờ chúng ta gọi x y là thời gian chạy 100 m của nam sinh. Thứ y y đi từ 1 đến 30. Thì thời gian hoàn thành đường chạy cự ly 100 m là biến ngẫu nhiên mà. Có phân phối chuẩn là 15 giây và độ lệch chuẩn là 1,5 giây. Ta có XY có phân phối chuẩn 10 sigma. Thứ 10 là 15 giây. Và sigma 1,5 giây. Bây giờ mu y có nghĩa là kỳ vọng của biến ngẫu nhiên y tổng thời gian hoàn thành đường chạy của 30 sinh viên. Bổ sung thêm ý ta có y bằng x1 cộng x2 cộng cho đến x30. Như vậy là bằng e của x1. Để có một đơn kỳ quá. Cộng x2 cộng cho đến x30. Kỳ vọng của tổng bằng tổng các kỳ vọng. Và để ý là tất cả các biến ngẫu nhiên này đều có kỳ vọng là mu. Là 30 nhân với 15 bằng 450. Nhân đơn vị là giây. Hỏi để đơn vị cũng được. Rồi gì nữa? Phương sai của biến ngẫu nhiên y. Phương sai của x1 cộng x2
cộng cho đến x30. Phương sai của tổng nó có tính chất bằng tổng các phương sai. Chắc có không? Có không? Rồi độc lập mà. X1, X2 cho đến x30 độc lập. Vì thời gian hoàn thành đường chạy của các sinh viên thì dĩ nhiên là độc lập, ai nấy chạy chứ không có phụ thuộc gì. Mà phương sai của biến ngẫu nhiên x1 là các cái biến ngẫu nhiên này đều có phương sai là sigma bình cả. Nãy viết thiếu thiếu sigma bình bình sigma bình cộng sigma bình cộng sigma bình, ở đây có 30 số hạng. Cho nên bằng 30 nhân với sigma bình bằng 30 nhân với 1,5 đem bình phương. Cho nên kéo theo độ lệch chuẩn của biến ngẫu nhiên y căn bậc 2 của phương sai căn bậc 2 của 30 nhân với 1,5 đem bình phương. Các anh chị thấy 1,5 đưa ra ngoài nhân với căn bậc 2 của 30 đơn vị cũng là giây luôn. Vậy lấy mi của y trừ đi sigma của y. Quy của y lúc nãy là 450 trừ đi 1,5 nhân với căn bậc 2 của 30 41 78 41 616. Kết thúc kỳ câu số 3. Bốn tràng sào
Tuổi trung bình của năm của sinh viên một trường đại học là 22,3 với độ trạch chuẩn là 4. Chấm. Chọn ngẫu nhiên 64 sinh viên. Chấm. Tính xác suất tuổi trung bình các sinh viên này lớn hơn 23. Tính xác suất đẻ tuổi của trung bình của các sinh viên này là lớn hơn 23. Chú ý. Vấn đề thứ tư mà trong đề thi giữa kỳ học kỳ 1 năm 23-24 đề cập đó chính là định lý giới hạn trung tâm. Định lý giới hạn trung tâm trong sách bài tập của khoa học tự nhiên cho x1 x2 là các biến ngẫu nhiên độc lập và có cùng phân phối với trung bình mu và phương sai sigma bình. Chấm. Khi đó căn bài 2 của n nhân với x gạch trừ mu chia sigma có phân phối xấp xỉ chuẩn tắc n0,1 khi n tiến về cộng vô cùng. Khi đó trong đó cái x gạch đó là trung bình của các cái biến ngẫu nhiên trung bình. Tóm tắt lại ha, x1 x2 cho đến xn là các biến ngẫu nhiên viết tắt độc lập và có cùng phân phối. Dĩ nhiên chưa biết phân phối gì ha, phân phối thôi, mở đơn là chưa biết phân phối gì với trung bình mu và phương sai sigma bình. Khi đó căn bậc 2 của n nhân với x gạch trừ mu chia sigma, và có nhiều cách trình bày nha các anh chị. Đây là tôi trình bày theo cái tóm tắt lý thuyết trong bài tập của trường khoa học tự nhiên Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Có phân phối
sắp xỉ chuẩn tắc. N01 vừa là đã biết ha, từ chưa biết chuyển sang đã biết ha. Khi N tiến về cộng vô cùng, với x gặp x1 cộng cho đến xn chia n đi ngẫu nhiên trung bình, đó chính là lý thuyết. Và dựa vô lý thuyết đó thì chúng ta sẽ trình bày cái bài toán của mình. Thật ra cái bài này thì tương đối, mình thấy số 4 thì chưa thể mà nó quá lớn được, nhưng mà tùy cái mục tiêu, tùy cái đối tượng, tùy cái mẫu thử. Dạ, tóm tắt. Giờ mình biết gì? Mười là 22,3. Tuổi trung bình, hay nói cách khác là trung bình tổng thể. Tổng thể ở đây là trường, trường đại học. Độ là chuẩn sigma bằng 4. Của tổng thể. Rồi N là 64 sinh viên. Cả 1. Rồi cái cạch ở đây là tuổi trung bình. Và bây giờ vấn đề đặt ra là xác suất để cho tuổi trung bình, lại đóng mặt đơn nữa, lớn hơn 23. Tóm tắt cái đề tương đối, tính xác suất tuổi trung bình của các sinh viên này lớn hơn 23. Gọi xy là tuổi của sinh viên thứ y,
Y từ 1 tới 64. Theo định lý giới hạn trung tâm, vì x1, x2, chấm chấm chấm, cho đến x64 độc lập. Dĩ nhiên tuổi của các sinh viên thì sao phụ thuộc được. Và có cùng phân phối. Và có cùng phân phối. Mặc dù chưa biết là phân phối gì. Biết tôi nói vậy có đúng không? Và có cùng phân phối. Với trung bình mu bằng 22,3 và phương sai sigma bình bằng bao nhiêu? Độ lệch chuẩn là 4, phương sai là 4 bình phương. Khi đó với x gạch bằng x1 cộng x2 cộng cho đến x64 chia 64 là tuổi trung bình của 64 sinh viên được chọn ta có cái gì theo định lý vừa rồi đó, thì căn bậc 2 của n nhân với x gạch trừ mu chia sigma sẽ có phân phối xấp xỉ chuẩn tắc. Hai căn bậc 2 của 64 nhân với x gạch trừ đi mu là 22,3 chia cho sigma là chia 4
nhiên có rất nhiều cách viết anh chị ha. Căn bậc 2 của số 4. Căn bậc 2 của số 4 là 8. Tuy nhiên đây là chỉ là một cái cách trình bày, tôi cũng kể cả cái cách trình bày phần này tôi cũng đang học hỏi, cho nên là các chị có cách trình bày hay hơn, sáng sủa hơn thì cứ trình bày, tôi cũng học hỏi thêm thôi. Hay 2 nhân với x gạch trừ đi 2,3 có phân phối xấp xỉ chuẩn tắc. Do đó P của x gạch lớn hơn 2,3, đây là xác suất mình cần tính. Thì chúng ta thấy là bằng xác suất của x gạch trừ 22,3 lớn hơn 2,3 trừ 2,3 trừ đi trừ đi 2,3. Có nghĩa là cộng 2 vế của bán đa thức với trừ 2,3 đó. Thì y toán học là x gạch lớn hơn 22,3, rõ ràng các anh chị thấy là tương đương với x gạch trừ 22,3 lớn hơn 2,3 trừ 22,3, cái y toán vậy. Cho nên là xác suất của hai cái biến cố này là nó bằng nhau, và dĩ nhiên nó cũng tương đương luôn, hai lần nhân hai vế của bậc đẳng thức đó với 2, ý vậy là trừ 22,3 lớn hơn 2 nhân với 22,3 trừ 22,3. Cái ý toán học là vậy nha. Cho nên là bằng xác suất của hai lần x gạch trừ 22,3 lớn hơn 2 lần nhân 2,3 trừ 22,3. Và các anh chị thấy như vậy thì có nghĩa là xác suất của biến cố 2 x gạch trừ 22,3 lớn hơn bao nhiêu? Hai nhân với 23 trừ đi 22,3 1,4 lớn hơn 1,4. Và như vậy thì rõ ràng là bằng 1 trừ đi xác suất của biến cố 2 lần x gạch trừ 22,3 nhỏ hơn hoặc bằng 1,4.
chỗ đây hơi khó hiểu chút nè. 1 trừ đi phi của 1,4. Vì sao? Từ dòng này qua dòng này, bởi vì biến cố 2 lần x gạch trừ 22,3 thì có phân phối xấp xỉ chuẩn tắc N01. Chỗ này nếu mà các anh chị vẫn còn khó hiểu thì hay. Nếu mà biến ngẫu nhiên x có phân phối xấp xỉ chuẩn tắc thì xác suất để cho biến ngẫu nhiên x nhận giá trị bén bằng A chính là bằng phi tại A. Còn tổng quát, biến ngẫu nhiên x có phân phối chuẩn, trung bình mu và phương sai sigma bình thì xác suất để cho biến ngẫu nhiên x nhận giá trị là lại hoặc đơn nữa bán bằng A sẽ bằng phi A trừ mu chia sigma. Anh chị thấy là áp dụng cho cái trường hợp đặc biệt ở trên với mi là bằng 0 và sigma là bằng 1 thì A trừ 0 chia cho 1 là bằng phi A thôi. À, lý thuyết nó vậy. Để mà các chị cảm thấy khó hiểu. Như vậy thì bằng 1 trừ đi phi tại 1,4 thì cái bảng giá trị, ra bảng giá trị. Phi tại 1,4 nè. Lấy cục đầu tiên 0,9192. Tôi đi làm đề thi này 60 phút chắc không kịp đâu. Tuy nhiên tôi chậm chạp là đúng rồi, 0.9192, 0.80808, 0.0808. Chỉ như khi tôi làm thì có thể có sai sót này, sai sót kia, thì hy vọng là nhận được các phản hồi của các anh chị và cũng là một cái cách tôi học hỏi thêm từ các anh chị. Nhiên là học từ sinh viên của mình không có gì xấu cả, học có gì đâu xấu. Và đến đây thì một lời giải cho đề thi giữa kỳ học kỳ 1 năm 2023-2024 là xong, và chúc các anh chị mọi chuyện tốt lành.